Xin chào quý anh chị các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ quay hướng dẫn quý anh chị và các bạn cách cài đặt vào cái đèn Movinc KT 3-1 hay tên gọi khác là đèn Movinc 24 mắt 3-1. Hoặc là có những đơn vị người ta gọi 16 mắt. Nhưng mà chuẩn nhất vẫn là 24 mắt nhé. Đèn Movinc KT 24 mắt 3-1. Đây mình sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn cài đặt các chế độ của đèn. Đầu tiên là quý anh chị các bạn chú ý nhé, trên màn hình nó có 4 nút menu up down enter. Thì anh chị bấm nút menu này. Thì trên màn hình nó hiện chữ ADDR. Đây là chế độ qua hệ thống bàn điều khiển DMX. Đấy, khi chúng ta bấm enter thì trên màn hình nó hiện chữ A này. Đây là chỉnh để cài đặt các cái địa chỉ của đèn. Thông thường những cái dòng này chúng ta lắp cho karaoke thì không cần đèn chạy qua chế độ bàn điều khiển DMX quý anh chị các bạn nhé. Nên cái chế độ ADR này chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ biết rằng đây là chế độ các điều khiển của bàn điều khiển DMX. Bấm tiếp menu lần nữa. CHND là gì? Đây là chế độ chọn kênh thôi. Để sử dụng qua bàn điều khiển nó có 16 kênh hoặc là 18 kênh thì chúng ta cũng không quan tâm đến nó làm gì cả. Tiếp đến là SLD này, cái này cũng quan trọng này. Thì chúng ta bấm enter, trên màn hình nó hiện chữ MA này, đây là chế độ chủ của nó. Hoặc là SN là chế độ tớ nhá. Thì thông thường cái chúng ta chạy một đèn thì chúng ta để cho MA rồi enter, đây là chế độ chủ, là đèn chủ luôn, làm chủ luôn. Đấy quý anh chị các bạn chú ý nhá. Đến cái màn hình nó bấm menu nè, màn hình nó hiện chữ này, bấm enter và sử dụng up down để làm sao cho màn hình nó hiện chữ MA rồi enter lần nữa là được. Xong rồi bấm menu này nữa này. SH. Đây mới là cái chế độ quan trọng này. SH. Enter. Thì trên màn hình nó sẽ hiện chữ SOUN hoặc là AUFO. Đây là chế độ tự động. Quý anh chị nào muốn chạy tự động thì bấm tự động. Rồi Enter. Còn muốn theo nhạc cứ sử dụng up down. Nó lại chuyển thành SOUN là theo nhạc. Enter. Là đèn sẽ chuyển sang chế độ theo nhạc. Lại bấm menu lần nữa. Trên màn hình nó hiện chữ này. Đấy. Thì đây là chế độ chỉnh độ nhạy của theo nhạc, enter. Thì trên màn hình nó đang hiển thị số 55 thì quý anh chị muốn tăng giảm độ nhạy của âm thanh lên, có nghĩa là cái mic nó bắt cái tiếng động thôi. Thì muốn tăng giảm nó lên thì bấm tăng nó lên, hoặc độ nhạy nó nhạy quá thì bấm giảm nó đi. Là được. Cho 70 là enter. Sau mỗi cái câu lệnh là bấm enter nhá. Ví dụ nào muốn độ nhạy của cái đèn là 70 thì chúng ta bấm enter, lại bấm menu tiếp. Đây là chỉnh trạng thái chuẩn của nó thì mình không quan tâm làm gì cả. Đấy, tiếp đây là màn hình LED. LED đây mình bấm enter này. Thì on là gì? Có nghĩa là cái màn hình LED này lúc nào nó cũng sáng chữ. Còn muốn off thì nó sẽ được một tí rồi nó sẽ tắt đi, màn hình sẽ tối đi. Mình cứ cho on, enter. Display là màn hình là ngược chữ hay là thuận. Mình nhìn ngược chữ hay là thuận chữ nhá. Đây là trục này. Còn đây là trục dọc này. Còn đây là menu cụ ấy của nó, tổng của nó này. Đấy, reset này. Vậy là xong rồi quý anh chị các bạn nhé. Quan trọng nhất cái chỗ này này. Đây này, chỗ này là 1 này. Chỗ này là 2 này. Cái này là 3 này. Đấy, có 3 cái quan trọng nhất thôi. Vậy là xong rồi đấy, đèn mình vừa cài đặt chế độ theo nhạc rồi đấy. Đợi một tí là nó hiện về chế độ theo nhạc để quý anh chị các bạn xem luôn. Đấy, đúng không? Vừa nãy mình bấm SO rồi enter là bây giờ nó theo nhạc này. Vậy là xong rồi. Chú ý là mỗi một dòng đèn có mỗi một xưởng sản xuất thì cái lập trình nó cũng có sự khác nhau đấy quý anh chị các bạn nhé. Đây là cái đèn mình nhập, cái đèn mình mua bên xưởng chuyên dụng của mình, bên mình chuyên nhập về thì cái lập trình nó như này. Còn có nhiều trường hợp các anh chị nhập ở các cái mua ở các đèn của các xưởng khác thì cái chế độ lập trình nó sẽ khác đấy.